Nguyễn Khuyến, Tam Nguyên Yên Đỗ, nhà thơ của quê hương làng Cảnh Việt Nam. Trưởng thành trong bối cảnh triều đình Nguyễn đang dần sụp đổ trước những viên đại bác của thực dân Pháp, Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến đã quyết định về quê ở ẩn, chấp nhận để giấc mơ trị quốc bình thiên hạ của mình mãi mãi dở dang. Tuy nhiên, cũng chính trong thời gian ở ẩn, ông đã cho ra đời những vần thơ sống mãi với thời gian. Đọc thơ Nguyễn Khuyến, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh thân thương mộc mạc của vùng đồng bằng chim trũng Bắc Bộ. Ẩn sâu trong đó là sự đồng cảm với người dân quê, là nỗi niềm chất chứa của một người ưu thời mẫn thế. Từ nho sinh chuyên thi trượt đến Tam Nguyên Yên Đỗ. Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu là Quế Sơn, tự Miễu Chi, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam. Quê nội của ông ở làng Vị Hạ, tục gọi là làng Và, xã Yên Đỗ, nay là xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cha Nguyễn Khuyến là Nguyễn Tông Khởi, đỗ ba khóa tú tài, làm nghề dạy học. Thuở nhỏ, Nguyễn Thắng học với cha. Đến năm lên 8 tuổi, ông theo gia đình về quê nội sinh sống. Dù nhà nghèo, nhưng Nguyễn Thắng vẫn bền chí học tập. Khi đi học còn không quên mang theo cái dậm, tan học thì lại tranh thủ ra đồng kiếm cua, cá đến tối mới về. Năm 17 tuổi, Nguyễn Thắng lấy vợ và lần đầu tham gia kỳ thi hương nhưng bị trượt. Kế đó, cha mất. Ông phải đi dạy học để tự kiếm sống và nuôi mẹ. Thương cảm chàng nho sinh nghèo hiếu học, cụ nghè Vũ Văn Lý đã gọi ông đến nuôi cho ăn học. Kể từ đó cho đến năm 1864, Nguyễn Thắng thi thêm 3 lần nữa, nhưng lần nào cũng trượt. Năm 1864, thầy Đỗ Thắng lại lên đường đi thi hương khoa Giáp Tý tại trường Hà Nội. Khi đó, do gia cảnh túng bấn, vợ ông phải chạy vạy khắp nơi để chồng có đủ tiền đi thi. Cuối cùng quả ngọt cũng đến. Ngày xứng danh, Nguyễn Thắng đỗ đầu cử nhân, tức giải nguyên trường Hà Nội. Tuy nhiên, sang năm sau, ông lại trượt kỳ thi hội. Nguyễn Thắng quyết định tu chí ở lại kinh đô học trường Quốc Tử Giám và đổi tên thành Nguyễn Khuyến, với hàm ý phải nỗ lực hơn nữa. Đến năm 1871, ông đỗ đầu cả kỳ thi hội và thi đình. Vì đỗ đầu ở cả ba kỳ thi, nên vua Tự Đức ban cho ông cờ biểu và thêm hai chữ Tam Nguyên. Cũng từ đó, người đời gọi ông là Tam Nguyên Yên Đỗ. Chí lớn không thành. Nguyễn Khuyến ra làm quan giữa lúc nước mất nhà tan, cơ đồ nhà Nguyễn gần như sụp đổ. Năm 1873, ông được bổ làm đốc học, rồi thăng án sát tại tỉnh Thanh Hóa. Cuối năm đó, đại úy Francis Garnier của Pháp được thống đốc Nam Kỳ giao cho nhiệm vụ mở rộng xâm lược Bắc Kỳ. Trong trận Cầu Giấy 21 tháng 12, Francis Garnier bị liên quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc và Hoàng Tá Viêm chém đầu. Để tạo bầu không khí thuận lợi cho triều đình ký hòa ước Giáp Tuất 1874, Tổng đốc Hà Nội vâng lệnh tổ chức lễ truy điệu. Nguyễn Khuyến được cử đứng ra viết văn tế, sẵn lòng căm thù giặc. Ông liền viết bài văn tế ngạc nhi với rất nhiều ý trào lộng, mỉa mai, khiến các quan trên khi duyệt đều hoảng sợ, cấm không cho đọc. Bài văn tế chống giặc này nhanh chóng nổi tiếng như bài văn tế nghĩa sĩ cần duột của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Năm 1877, Nguyễn Khuyến được thăng bố chính tỉnh Quảng Ngãi. Sang năm sau, ông bị giáng chức và điều về Huế, làm trực học sĩ với nhiệm vụ cai sóc quốc sử quán. Năm 1883, Pháp tấn công kinh thành Huế, triều đình ký hàng ước năm Quý Mùi 1883. Uất hận, Nguyễn Khuyến cáo quan về nhà để không phải làm quan bù nhìn, nhưng vẫn được phong làm tham tri. Tuy nhiên, để tránh sự nghi kỵ của giặc, ông vẫn cho con là Nguyễn Hoang ra làm quan. Năm 1885, Tôn Thất Thuyết phản công tại kinh thành Huế không thành, phải rút lên Quảng Trị, nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, nhân dân hưởng ứng khắp nơi. Nhưng cuối cùng, phong trào Cần Vương tan rã. Nguyễn Khuyến bất lực vì không làm được gì để thay đổi thời cuộc, nên ông xin cáo quan hẳn để về ở ẩn. Trong khoảng thời gian từ năm 1891 đến 1893, trong tình thế bắt buộc, Nguyễn Khuyến phải ra Hà Nội dạy học tại tư dinh của viên lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải. Sau đó 2 năm, ông cho con là Nguyễn Hoang ra dạy thay để lui về nhà nghỉ ngơi. Đầu năm Ất Sửu 1905, Nguyễn Khuyến còn phải nhận lời Tổng đốc Hưng Yên là Lê Hoang làm giám khảo cuộc thi thơ Vịnh Kiều, lúc đó ông vừa tròn 70 tuổi. Đến năm 1909, Nguyễn Khuyến từ giã cõi trần tại quê nhà Yên Đỗ. Nhà thơ của quê hương làng Cảnh Việt Nam. Có thể nói Nguyễn Khuyến là một nho sĩ được đào tạo theo khuôn mẫu đạo đức nho giáo. Với ông, nam nhi phải có nghĩa vụ học hành,
Đỗ Đạt làm quan để thờ vua giúp nước, thực hiện trọng trách trí quân trạch dân, vừa giúp vua, vừa làm cho dân được nhờ. Thế nhưng, do chí lớn không thành, nên hầu hết những bài thơ của Nguyễn Khuyến còn lưu truyền lại tới hôm nay đều là những sáng tác được viết khi ông đã từ bỏ vinh hoa, về sống cuộc đời dân dã mộc mạc tại làng quê. Trước Nguyễn Khuyến, nông thôn và cuộc sống sinh hoạt của người dân không phải là đối tượng để nhà thơ phản ánh, mà chỉ đóng vai trò duyên cớ để tác giả bày tỏ đạo lý. Đó là lý do chúng thường là những hình ảnh tượng trưng, ước lệ. Đến Nguyễn Khuyến, những thứ thân thuộc quê mùa như ao cá, bụi tre, ruộng vườn, làng mạc, tiếng ếch kêu, tiếng chim ríu rít, vị chua mặn của mồ hôi, vị cay đắng của cơ cực đã đi vào thơ một cách tự nhiên và đã sống lại ở đấy. Vì lẽ đó, Xuân Diệu đã gọi Nguyễn Khuyến là nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam. Ba bài thơ Thu Vịnh, Thu Điếu và Thu Ẩm của ông được coi là những sáng tác đặc trưng nhất về mùa thu vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và mùa thu Việt Nam nói chung. Năm 2008, Thu Điếu được Trung tâm Văn hóa Doanh nhân và Nhà xuất bản Giáo dục bình chọn là một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ 20. Không chỉ có thế, Nguyễn Khuyến còn được coi là một nhân cách Việt Nam tiêu biểu thời bấy giờ. Về ở ẩn nơi làng quê nhưng ông vẫn giữ được khí tiết, phẩm chất của một người yêu nước chân chính và hòa mình cùng với nhân dân. Đọc thơ Nguyễn Khuyến, người ta như cảm thấy day dứt bởi nỗi đau của một người ưu thời, mẫn thế. Các tác phẩm của Nguyễn Khuyến bao gồm Yên Đỗ thi tập, Quế Sơn thi tập, Cẩm Ngữ, Bách Liêu thi văn tập. Cùng với đó là nhiều bài ca, văn tế, hát ả đào và nhiều câu đối truyền miệng. Tác phẩm Quế Sơn thi tập có khoảng hơn 200 bài thơ được viết bằng chữ Hán và hơn 100 bài được viết bằng chữ Nôm với nhiều thể loại khác nhau. Nguyễn Khuyến vừa là nhà thơ trào phúng, vừa là nhà thơ trữ tình và thành công ở cả hai mảng đó. Ngôi từ đường trăm tuổi của cụ Tam Nguyên. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, ngôi nhà của Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến ở Vị Hạ, xã Trung Lương, xưa là xã Yên Đỗ, huyện Bình Lục, Hà Nam, vẫn giữ được nét đặc trưng của vùng đồng quê chim rũng. Cổng vào từ đường có ba chữ nho, môn tử môn, nghĩa là cửa ra vào của học trò. Trước khi vào nhà thầy, cho dù là quan lớn hay thứ dân, đều phải đúng lễ nghĩa, xuống ngựa, xuống xe, đi bộ. Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, ngoài là nhà đại tế, phía sau là hậu cung. Đặc biệt, hình lưỡng long chầu nguyệt của ngôi nhà được đặt dưới đất thay vì đặt trên nóc như bình thường. Trong nhà còn lưu giữ nhiều báu vật gia truyền cùng nhiều câu chuyện ly kỳ ẩn trong đó. Ngoài ngôi từ đường, vườn bùi cũng trở thành một địa chỉ văn hóa cho du khách đến thăm. Người dân giải thích, cụ Nguyễn có gốc gác từ Nghệ An. Ở đó người dân gọi cây vối là cây bùi, mà trong vườn lại trồng rất nhiều vối nên gọi là vườn bùi. Nguyễn Khuyến từng viết, vườn bùi chốn cũ, 40 năm lại lũ khụ về đây. Trong sân nhà còn có 3 cây nhãn do con trai Nguyễn Khuyến đã xin hạt về trồng sau khi ra kinh đô mừng thọ vua Tự Đức. Trước nhà có ao thu trồng sen. Nhà từ đường của Tam Nguyên Yên Đỗ đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991. Nhiều năm nay, nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch tham quan của các nhà nghiên cứu và du khách gần xa, những người muốn đến để tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ. Người chăm sóc, gìn giữ toàn bộ khu di tích hiện nay là ông Nguyễn Thanh Tùng, hậu duệ đời thứ 5 của cụ Nguyễn Khuyến. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!